Xin chào các bạn đang xem ở đây là cái cụm chống cũng như là liên quan đến cụm chống từ của cái dòng Lyco các bạn ạ. Hiện tại thì đây là cái cụm chống 1027 1022 các bạn ạ. Đây là dùng cho tất cả những cái máy mà có sử dụng cái các chiếc cụm chống 1027 các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn về thì cái cụm chống này thì thường nó sẽ liên quan hỏng, đó chính là cái bánh răng các bạn ạ. Bánh răng của nó rất là nhỏ các bạn ạ. Thì cái cụm chống này ấy thì nó sẽ có tuổi thọ tầm khoảng 50.000 đến 60.000 bản. Đó có nghĩa là cái bản in hay là bản photo đó nó sẽ rơi tầm khoảng đấy 50 đến 60.000 bản. Nếu mà các bạn in và chạy photo có nghĩa là liên tục ấy thì cái tuổi thọ nó sẽ thấp hơn là khi các bạn chạy thỉnh thoảng chạy vài tờ các bạn ạ. Đấy thì tuổi thọ của nó có nghĩa là khi mà nó chạy liên tục thì tuổi thọ nó sẽ thấp hơn là các bạn chạy chỉ chạy thỉnh thoảng các bạn chạy, các bạn hiểu chưa? Đó, ví dụ như cái bây giờ thì thường cái máy này ấy, thì các bạn chạy lâu ấy, thì nó rất là nóng, đặc biệt là nó nóng cái bánh răng này và nó rất là hay bị mòn và dẫn đến tình trạng là bị hỏng bánh răng. Mà đã hỏng bánh răng ấy thì những cái bánh răng mới thay vào ấy thì nó không đồng bộ với bánh răng cũ. Đấy thì nó sẽ làm cho cái bánh răng mới thay vào nó sẽ mòn, cũng sẽ mòn nhanh hơn. Và một điều nữa đó chính là cái bánh răng các bạn mua ngoài ấy, thì sẽ không đồng bộ với cái bánh răng cũ trước đó, nó dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ hỏng nhanh hơn. Đấy, và cái chất lượng của bánh răng ấy thì nó cũng sẽ không được tốt bằng cái bánh răng theo cái cụm các chiếc. Đó, cho nên là nó nguyên nhân là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ bị hỏng nhanh khi mà các bạn chạy tầm khoảng 5 đến 60.000 bản in ấy, thì khi mà kể cả các bạn thay bánh răng vào ấy, thì nó cũng chỉ thay vào sơ cua thôi nhưng mà nó sẽ không được bền các bạn nhé. Đấy, đây là tình trạng chung của cái dòng máy dòng cụm chống 1027 rồi các bạn. Đó. Và các bạn xem ở đây đó chính là cái mực từ. Đấy, mực từ. Đây là cái cụm từ này. Mực từ nó đang hút cái mực này các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ các bạn có thể xem. Đấy, các bạn xem đây là cái cụm từ cụm chống, đây là cái cụm quan trọng nhất để tạo ra cái bản in nó thế nằm ở cái cụm này các bạn. Đấy, chất lượng bản in nét hay không ấy, thì thường nó cũng liên quan phần nhiều là đến cái cụm này. Cụm này hầu như là cụm quan trọng nhất và hỏng nhiều nhất cũng sẽ là liên quan đến cụm này. Và chú ý nhé, hỏng nhiều nhất cũng sẽ là liên quan đến cái cụm này. Đấy, các bạn xem ở chợ bên trong này nó có bánh răng. Các bạn đã thấy là những cái dòng máy nó tầm nhỏ như này ấy, thì thường các bạn thấy là cái nó chỉ là hoạt động ở mức đó chính là cá nhân thôi. Có cá nhân cho nên là nó sẽ không được thiết kế cho các bạn để các bạn mà sử dụng để làm dịch vụ ấy. Cho nên là các bạn thấy là những cái bánh răng nó rất là nhỏ, nó không to như là những cái dòng lớn. Đó. Đấy là nguyên nhân tại sao mà nhiều bạn bảo là cái cụm này nó rất là hay hỏng mà tại sao em phải thay suốt như này, thì nó là nguyên nhân nó là như thế các bạn. Đấy, thay vào thì rất đơn giản thôi, các bạn xem mình đang lắp vào. Còn mà đối với trường hợp mà các bạn là thay thì các bạn sẽ đối với trường hợp các bạn tháo ra thì các bạn làm ngược lại các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn lắp vào cho các bạn thì các bạn xem các bạn dễ dàng lắp hơn. Cái này chỉ việc là tháo lắp thôi, các bạn có
linh kiện về các bạn sẽ việc tháo lắp và lắp vào thôi, nó đỡ cho cái tiền công của những cái anh em gọi thợ ấy, thì nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn là các bạn chỉ cần tìm linh kiện mua về và lắp vào đấy. Đây chưa? Đó. Đấy, như vậy chúng ta đã chỉ việc lắp vào như này là ổn rồi đấy các bạn. Các bạn lưu ý là cái bánh răng theo cái máy của nó lúc nào nó cũng sẽ dài hơn là cái bánh răng mà các bạn mua ngoài. Đấy, bạn thấy chưa? Như cái bánh răng mà các bạn mua ngoài thì nó sẽ ngắn tún như này này. Đấy, đây là bánh răng theo máy, đây cũng là bánh răng theo máy này. Và nó kiểu như các bạn nhìn vào nó cũng sẽ dày hơn. Đấy, nó dày luôn. Đấy, còn đây là cái cụm chống của nó. Thì các bạn thấy thấy đây là cái chống này. Đấy, tại sao người ta gọi đây gọi là cụm chống hay là người ta gọi là cái cụm các chích mực từ cũng đúng. Bởi vì ở đây nó liên quan đến có chống ở đây này. Nó sẽ ghim như này cái chống, và đây là có cái trục cao su. Đó. Và đây cái lỗ mực xuống này. Đó, mình sẽ úp xuống. Đó. Cái này gài, các bạn chỉ cần gài cái chốt. Hiện tại thì có khá là nhiều hãng sản xuất cái dòng cụm các chích này. Thì mỗi hãng ấy, thì nó sẽ có cái cách mà lắp khác nhau, nhưng mà nó vẫn sử dụng cái chống cũng như là linh kiện nó thay bên trong ấy. Thì nó vẫn cứ giống nhau, nó chỉ khác nhau đối với một số trường hợp nó khác nhau về cái trục từ các bạn ạ. Đấy, mình thấy là một số cụ chống của 1027 nó sẽ khác nhau về cái trục từ nữa, cái đầu nối kết nối cái trục từ vào ấy. Có một số trường hợp nó chỉ có một cái lỗ ránh đấy, trục từ nó có lỗ ránh, nhưng mà có một số cụ chống thì nó sẽ là chỉ là một cái chốt phẳng vào thôi, nó không có ránh đấy. Đấy. Đây các bạn gắn vào như này là được. Đấy. Đó. Gắn vào thì các bạn sẽ gắn chốt ở bên này. Đó. Sau đó các bạn vít ốc vào các bạn. Cái dòng này thì dùng các bạn là bình thường các bạn sẽ nó sẽ cực kỳ siêu bền, nhưng mà nó chỉ nó các bạn sẽ phải lâu lâu các bạn sẽ phải tốn chi phí thay cụm các chích. Đó, và đối với trường hợp mà các bạn chạy ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái loại giấy nó dày hơn. Đấy. Định lượng nó lớn hơn để nó, bởi vì cái bộ phận cơ kéo của nó rất là yếu, nó không chỉ những đối với những cái dòng máy lớn ấy, thì nó kéo rất là mượt, còn đối với cái dòng mà nhỏ nhỏ như này thì nó kéo khá là yếu các bạn ạ. Có thể là khi mà các bạn mua mới hoặc là các bạn lúc đầu sử dụng nó có thể kéo được, nhưng mà về sau nó kéo rất là yếu, do nó mòn, có thể là nó do mòn bánh răng này các bạn, bánh răng lắp đặt các thứ.
Đấy. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bạn nhé. Đây này. Đó. Các bạn chú ý là đây cái dòng là cái dòng 1027 các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau các bạn nhé.